Hello anh em. Chào mừng em đang xem video trên kênh của em nhé. Chúc em có một ngày làm việc thật là vui vẻ để sức khỏe, theo đuổi niềm đam mê nhé. Đấy thì hôm nay shop PCP đồ chơi núi rừng lại quay lại và làm một cái video clip để giới thiệu anh em về cái bộ combo van bình đây. Đấy thì hôm nay em giới thiệu về hai cái van và cái bình, cũng là phụ kiện rất là quan trọng trong một cây condo. Đấy thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì cho em nói qua về cái hình thức giao dịch và mua bán bên shop. Bên shop thì có hai hình thức gửi, một là gửi xe, hai là gửi bưu điện. Anh em nào mà không nhận được xe thì anh em có thể ship bưu điện, còn anh em nào mà không nhận được bưu điện thì anh có thể ship xe. Mỗi cái nó có một ưu điểm, một cái nhược điểm khác nhau. Khi ship bưu điện thì anh em có thể nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Còn gửi xe thì em nói luôn là không có kiểm tra hàng được, bởi vì là gửi xe nó rất là nguy hiểm. Thế nên là anh em cũng phải lưu ý, khi gửi xe anh em không được kiểm tra hàng. Còn những cái phụ kiện lẻ như này thì anh em không cần phải cọc, anh em chỉ cần alo điện thoại đến shop, đặt đơn hàng, anh em đặt cái gì anh em nói luôn là anh em muốn đặt cái đấy thì bên em sẽ đóng hàng gửi cho anh em. Đấy, còn số điện thoại thì chỉ có một thôi, anh em nào mua hàng cứ alo trực tiếp nhé. Thế còn bây giờ em sẽ giới thiệu về những cái sản phẩm mà em đang bày bán trên đây. Cái đầu tiên em sẽ giới thiệu anh em về cái bộ van Superwell hộp đỏ đi. Đấy, van Superwell hộp đỏ đây. Thì như anh em biết, cái đợt dịch vừa rồi, cái van Superwell hộp đỏ này nó rất là hot, rất là hot, vì cái độ ổn định của nó đem lại, cũng như là cái độ hồi áp của nó, hồi áp của nó rất là nhanh anh em ạ. Nó được cái ưu điểm nữa là nó sẽ ngắn gọn hơn cái van cricket. Nó ngắn hơn van cricket nhá. Đấy. Thì như trên hình em nhìn thấy thì trên tay em đang cầm cái van Superwell hộp đỏ. Đây. Chữ Superwell hộp đỏ đây. À chữ Superwell đây. Nó chỉ có chữ Superwell thôi nhá. Còn hộp đỏ thì nó có cái hộp màu đỏ thì em gọi nó là hộp đỏ. Đấy, sơ mi sơ biếc đàng hoàng. Đầy đủ. Đấy thì khi anh em mua hàng, mua van bên em thì bên em luôn test trước cho anh em rồi và bơm hơi. Bơm hơi này là của công ty nó bơm vào. Đấy. Khi anh em mua hàng anh em kiểm tra. Khi anh em mua hàng anh em về anh em kiểm tra nhé. Khi anh em bóc ra này, thấy còn đủ hơi mà hơi không bị sụt thì là anh em thì là cái van này vẫn còn ok. Còn nếu mà khi mà thấy van không còn hơi bên trong này thì anh em, một là anh em có thể test. Nếu mà nó hở thì anh em có thể gọi điện về cho bên shop để bên shop đổi trả. Nhưng mà thường thường thì bên em khi nhập về thì bên em đã kiểm tra kỹ càng rồi bắt đầu mới gửi cho anh em. Thế nên là anh em yên tâm, chắc không có cái vấn đề đấy xảy ra đâu. Thì cái van Superwell hộp đỏ này ấy, thì cái độ hồi áp của nó rất là ok, rất là nhanh, rất là nhanh. Đấy. Anh em nào mà phù hợp với cái van Superwell hộp đỏ này thì đặt hàng. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cái combo. Combo là van bình. Em đang bán với cái giá là 1.400.000. Cái van là 1 triệu. Còn cái bình là 400.000. Là mua lẻ. À là mua cùng combo ấy. Còn anh em mua lẻ thì là 450.000 nhá. Mua lẻ là 450.000. Bình thì là bình được sơn alot từ trong ra ngoài rồi. Bình này em cứ bao áp cho anh em tầm khoảng 250.000 đổ về. Bình này là bình đít bằng anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu nào mua bình đít tròn em cũng có. Đấy, bình này thì là bình đít bằng. Bình đít tròn nó đắt hơn. Còn bình đít bằng này thì nó rẻ hơn. Nhưng mà nói chung là hai cái thì nó cũng như nhau thôi. Độ chịu áp của nó cũng như nhau thôi. Đấy. Đây là cái với cái van Superwell nhá. Bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em về cái van cricket. Bên trong nó có hai quyển sách này, một là quyển thông số, hai là quyển hướng dẫn sử dụng. Đấy. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với anh em về cái van cricket nhé. Van cricket thì cũng thế thôi. Mở ra thì anh em sẽ có thấy một quyển thông số và một quyển hướng dẫn sử dụng. Bên trong thì nó vẫn có cái van nó nhân chính rồi. Đấy, van này thì nó có cái nhược điểm hơn cái Superwell là nó sẽ dài hơn. Đấy,
dài hơn nhá. Bên trong van thì lúc nào cũng có hơi, có áp đầy đủ. Đấy. Trước khi bên em gửi hàng cho anh em thì cũng đã kiểm tra hết rồi thì bắt đầu mới gửi hàng. Tránh cái tình trạng mà khi anh em nhận hàng rồi bắt đầu lại đổi trả, nó rất là phiền, cũng rất là mất thời gian của cả hai bên. Đấy. Cái van 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 Cricket này thì cũng rất là nhiều người ưa chuộng. Đấy. Chắc em cũng không phải giới thiệu nhiều đâu. Đấy. Làm cái video này mục đích là thông báo với anh em là bên shop vẫn còn van để phục vụ cho anh em. Anh em nào nhanh tay thì mua. Đấy, bên trong thì vẫn có những cái phụ kiện lẻ. Chẳng hạn như là gioăng sim rồi rồi phớt rồi lò xo rồi dầu mỡ đầy đủ tất cả anh em nhé. Đấy. Thì van lẻ thì em vẫn bán với cái giá là 1 triệu. Còn combo khủng van bình thì vẫn là 1 triệu tư. Van bình vẫn là 1 triệu tư nhá. Đấy. Bình ở đây thì có các loại thông số 03 rồi 035 rồi 042, 05 đều có nhá. Đấy. Thì còn ở bình carbon này thì em đang bán với cái giá là 1 triệu 8 anh em ạ. Bình carbon này em đang bán với giá là 1 triệu 8. Còn anh em mua bình van bình van bình kích carbon thì là 2 triệu. 2 triệu 8 thì được cả van cả bình. Đấy. Đấy là những cái sản phẩm mà hôm nay em muốn giới thiệu với anh em. Còn bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video này ở đây. Đấy, mong anh em xem video ủng hộ shop một like và đăng ký kênh. Và nhớ ấn theo dõi kênh nhá anh em nhá, để rồi xin chào anh em.